Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn bài thần thoại. Đây là một bài nhạc hoa cũng rất là nổi tiếng và mình nghĩ sẽ rất là nhiều người thích bài này. Bài này được viết ở giọng rê thứ. Tất cả các nốt si trong bài thì mình sẽ đàn si giáng nhé. Mình đi câu intro trước nhé mọi người. Tay phải Fa mi re mi la re re do si la son Fa son la mi la re hai mi Fa mi re mi la re re do si la son Fa son Rê hay mi. Tay trái mình sẽ đi hợp âm rê thứ. Các bạn có thể đi là rê la phá cũng hay hơn ha. La bát đô thì sẽ là đô la mi. Si giáng trưởng si pha rê. Bắt đầu từ pha thì mình sẽ dằn khoảng 8 pha. Tại vì hợp âm nó sẽ đổi liên tục. Mi rê đô luôn và si giáng luôn. Nếu mà thấp quá thì các bạn có thể đàn ở trên này nhé. Đô si. Còn riêng cái la thì mình sẽ chạy la mi la đô thăng. Rồi mình sẽ ghép chậm. Fa mi re mi đi với đô la mi re đi với si giáng. Re re đô si giáng nè. Si la son đi với mi này. Fa đi với rê. Fa son la mi đi với đô nè. Mi la rê đi với si giáng. Mi thì mình đi với la. Kéo ra. Một lần nữa đúng tốc độ nha. Fa mi rê mi la rê rê đô si la son. Fa đi với rê. Fa son la mi la rê đi với si giáng. Hai mi đi với la. Rồi vô bài, tay phải sẽ là rê la mi rê rê mi fa son la rê 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 đô rê đô son la. Hai ba bốn rê 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 đô son la si la hai son hai fa hai rê la son hai mi rê hai ba bốn. Rồi tay trái mình sẽ đi hợp âm rê thứ. Mình có thể đi ở đây rê la mi đi với đô trưởng. Rồi đến si giáng trưởng. Rê rê mi fa son la đi với fa trưởng. Rê rê các bạn đi với si giáng tiếp. Rê 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 đô rê đô trưởng. Chạy fa cho mình. Fa đô fa la đô. Rồi rê rê đi với si giáng tiếp. Rê 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 đô la đa. Dằn pha này, mi dằn này. Đó, ba cái hợp âm liên tiếp cho mình dằn ha. Đến si giáng mình rải. Đô trưởng cũng rải. Rê thứ mình có thể chạy. Rê la rê pha la rê. Rồi mình sẽ ghép chậm. Rê đi với rê. Rê la mi đi với đô. Rê rê các bạn đi với si giáng. Rê rê mi fa son la đi với pha trưởng. Rê rê đi với si giáng nè. Đô đi với đô. Đô rê đô son la đi với pha. 2 3 4 5.
rồi rề rề vô với si dáng. Rê đô đi với đô, son la dặn pha, dặn mi dặn rê, rê tay phải đi với si dáng, rê la son đi với đô, mi rê đi với rê, 2 3 4 5 6. Một lần nữa đàn đúng tốc độ nha. Rê la mi 2 3, rê la mi fa son la 2 3. Rê rê các bạn đi với si dáng. Đô dằn pha mi rê 2 3 si. Son đi với đô. Mi chạy rê 3 4 5 6, có thể 7 8 9 được nếu các bạn chạy nhanh nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau đó mình qua điệp khúc. Rê mi fa son la fa mi đô. Rê fa son la la, rê mi fa son la fa mi đô, rê fa son fa fa. Câu này thì mình sẽ đàn 2 lần y chang như nhau, cho nên mình tập 1 lần trước nha, rồi mình đàn gấp đôi lên thôi. Mình sẽ đi bass đi ha. Ví dụ như cái câu rê này, rê mi fa, mình đi bass rê thứ la la. Một cái rê mình nhảy, một cái la mình là nhảy lên là đô mí. Si dáng đô pha là ba hợp âm rất là dày cho nên mình dằn thôi nhé. La 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 la, tức là si dằn đô dằn ba pha dằn. Tiếp theo rê mình lại nhảy bass. Ta da ta da ta ta, la thứ nhảy bass. Rồi tiếp theo mình lại dằn quãng 8. Ta da đô dằn pha mình chạy ra. Tức là trong cái đoạn điệu khúc này mình sẽ chia ra làm 2 cách đệm. Một cái là mình nhảy bass, còn một phần thì mình sẽ dằn quãng 8. Cho những cái đoạn mà hợp âm dày quá thì các bạn dùng cách này nhé. Mình sẽ thử chậm nhé. Rê mi fa các bạn vô bass, nhảy bấm. Mi các bạn đi với la, đô chung này. Rê các bạn đi với si dáng. Son đi với đô. Chỗ này có thể rải cũng được. Rồi nhảy bass. Nhảy. Rê các bạn dằn. Chạy. Rồi một lần nhanh hơn nha. Rê mi fa. Rê thứ. La. Dằn. Si. Dằn đô. Và rải pha đi. Nhảy, nhảy, dằn, rải để mình kéo lên, mà mình có thể đánh thêm một lần điệp khúc nữa trên này. Rê mi fa son la fa mi đô, rê mi la da da, rê mi fa son la fa mi đô, rê mi rê fa son fa fa. Lần thứ hai ấy, thì không có gì khác hết, nhưng khi mà các bạn đánh cao ấy, các bạn nhớ thêm nốt tay phải cho mình nha. Bây giờ mình chỉ cho bạn thêm nha. Chỗ này thì mi thì các bạn có thể thêm la và đô ha. Đô rê fa son la la, thêm đô. Rê mi, thêm rê, thêm la. Chỗ này các bạn có thể thêm 3 nốt luôn, fa đô fa, rê fa son fa fa ha. Cái việc thêm nốt sẽ làm cho cái sự cân bằng khi mà bạn đánh cao quá, cái giai điệu của mình nó sẽ không bị mỏng. Rồi bây giờ mình ghép 2 tay thêm nốt nhé. Khi mà các bạn kết ấy, thì nó
sẽ có thêm một cái câu nhỏ nhỏ nữa, đó là Re mi fa sol la fa mi do fa mi re do mi re. Re mi fa thì các bạn có thể đi rải re được nhé. Re mi fa là thứ, fa có thể dặn gì vậy? Chỗ này các bạn kéo lơi ra để kết luôn. Fa la re, fa la re. Rồi bây giờ mình đàn hoàn chỉnh cái điệp khúc nha mọi người, từ thấp lên cao và kết luôn. Sẽ ghép chậm từ đầu đến cuối, mọi người theo dõi nha. Luôn. Mọi người vì hôm qua mình không có clip bởi vì mình đi check vaccine về và nó hành mình số mất 2 ngày. Hôm nay thì có thể khỏe hơn một xíu và ngồi dậy quay clip cho mọi người đó. Nếu các bạn thấy bài học bổ ích thì nhớ like và subscribe kênh của mình để mình học piano mỗi ngày nhé. Tạm biệt mọi người.